Trước tiên thì chúng ta cũng thể nói như thế này. Đầu tiên là đội chúng ta đã vượt ra qua được một cái dớp mà thường là các anh vẫn thường nói, đó là 26 năm rồi chúng ta chưa thắng được cái đội Indonesia ở các cái giải AFF Cup. Trước trận đấu này rõ ràng tôi đã nói với các cầu thủ rồi, các anh sẽ phải phá vỡ những cái kỵ dơ như thế này để không bao giờ để lại những cái điều đó cho các cái bậc đàn em trong tương lai. Tôi đã dặn dò các bạn như vậy. Ngày hôm nay thì chúng ta có một trận đấu trên sân nhà. Chúng ta đã phá vỡ những cái gọi là những cái kết quả đối đầu trước đây không tốt như thế, phá vỡ cái kỵ dơ đó. Và nó có một ý nghĩa quan trọng nữa là chúng ta vào đến trận chung kết. Tôi thực sự tự hào về các cầu thủ của mình. Họ đã nỗ lực hết sức hôm nay. Rõ ràng là tôi với lại huấn luyện viên Shin ấy, thì chúng ta cũng biết rằng là trước cái trận đấu thì thường chúng tôi, các anh chị cũng biết là chúng tôi phải lo lắng và chúng tôi cũng khá là nhạy cảm về các cái gọi là kết quả của trận đấu, cho nên có thể là chúng tôi cũng có những cái lời quan tiếng lại. Nhưng mà sau trận đấu khi mọi việc đã ngã ngũ rồi ấy, thì quan hệ chúng tôi cũng trở lại quan hệ bình thường thôi. Nhưng cái việc mà nếu như chúng ta gọi là khiêu khích đội bạn hoặc là chúng ta khiêu khích cái cầu thủ đội bạn như thế thì tôi nghĩ là cũng không nên. Tôi thì tôi không, nếu có, còn tôi thì tôi không xài Facebook hay là không mạng xã hội gì cả, cho nên thực ra thì tôi cũng không thể đánh giá chính xác về nội dung này. Tôi năm nay là năm thứ 5 mà tôi đảm nhiệm cái chức vụ huấn luyện viên trưởng của đội tuyển bóng đá Việt Nam. Thì từ khi đầu tôi sang đây, bây giờ nói thật là nếu mà chúng ta nói rằng là nói đúng ra là cũng có nhiều cái cầu thủ đã trưởng thành trong 5 năm vừa qua. Còn bây giờ mà bảo là các bạn ấy mà không có cái gọi là trưởng thành về kỹ thuật thì tôi không có đồng ý. Tôi không nghĩ là chúng ta nói như thế được. Rõ ràng ở câu lạc bộ, họ đã có phát triển rất nhiều về phương diện về kỹ thuật. Ở đây có một cái điều này cần nói nữa, đó là thực ra đội tuyển quốc gia thì nó không phải là đội tuyển thanh thiếu niên, mà đội tuyển tức là chúng tôi không có thời gian, cũng không có đầy đủ vào cái phương tiện để có thể nói rằng là phải chỉnh để sửa đổi này, rồi làm tất cả mọi cái thứ mà giống như một đội trẻ. Thì tôi chỉ với phương châm đó là gì, với cái nguồn lực tôi đang có, tôi cố gắng tận dụng tối đa cái nguồn lực của mình và từ đó để tạo ra cái kết quả, chứ thực sự là mình cũng không thể đào tạo hay là bồi dưỡng những cái gì về mặt kỹ thuật cho các cầu thủ. Nhưng mà có thể nói rằng là các cầu thủ của chúng tôi họ đã trưởng thành về mặt kỹ thuật. Sau khi họ trưởng thành như thế, tôi vẫn cực đại hóa các cái năng lực của họ và chúng ta có cái kết quả. Riêng đội chúng ta thì tôi nghĩ thế này, nghĩa là vừa rồi thì chúng đội tuyển Việt Nam đã có những cái trận vòng loại ở cái vòng loại cuối cùng, vòng loại thứ 3 cuối cùng. Tôi nghĩ rằng là về cách chơi bóng cũng như là cái qua cái kinh nghiệm đó thì họ đã có rất nhiều cái kinh nghiệm và cái cách để vận hành trận đấu, và tôi nghĩ là họ cũng đã ở mức độ nào đó so với